Đây, hello cả nhà yêu. Đây. Gà chê thóc nếp không ăn chuột chê nhà rột ra nằm gỗ chê. Còn em bán bánh đa thì em ra nằm cây trứng cá. Nằm gốc cây trứng cá đây này này, các bạn thấy cây trứng cá nhá. Đây. Không còn gì phải xoắn, nghe chưa? Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi em cứ nằm. Em bán bánh đa em nằm gốc cây trứng cá đây này, nằm vắt chân trứng ngủ đây đấy chưa đấy, nằm vắt chân trứng ngủ. Tao bảo mày lấy đây ai bánh đa bánh đề đây, Hương Việt bây giờ về Việt Nam chuyển nghề sang bán bánh đa. Đây là bà chủ đây, đây là mối bánh của Hương đây. Ai bà chủ muốn đem cái cho bà chủ liên hệ nhá. Ai muốn ăn thì gọi bà chủ ship. Giọng nó còn khản tớm nọ này, không thể mày nói. Mày là viêm thanh quản giống chi, nhưng mà mày là bị nặng. Bị nặng lắm rồi. Nói ít thôi, thì cái bệnh này là kiêng nói nhiều. Mà khốn nạn lúc nào cũng cứ nói xong là cười nhưng nghe được mồm ngô non thế làm sao. Thầy cứ mồm, không nói không chịu được. Hai bánh đa bánh đề đây, 100 một đôi. Chỗ thân tình 100 một đôi, còn chỗ nào mà không thân tình thì 150 hai đôi. Thì ai dám mua 50.000 cái bánh đa ai dám mua. Thì chỗ thân tình thì người ta càng quen đường lèn cho đau mà. Chỗ thân tình 100 đôi, còn cái chỗ mà không thân tình thì 150 hai đôi. Chồng bên Trung Quốc xem có ai mua không thì ship. Còn quả chồng Trung Quốc nữa, có ai mua ship nốt. Ôi trời. Giờ lại đòi ship chồng Trung Quốc nữa, chết rồi. Đóng gói ship về Việt Nam đúng không gì nữa. Đây, đây là đường, đây là đường cao tốc. Đây bà chủ đây. Đường quốc lộ 1A. Bà chủ đây phát ship nhất của đất thì toàn chửi em rồi các bác. Đấy, quảng cáo thế thì ai dám gọi ship. Rồi toàn chửi em thôi. Bà chửi em mà các bác xem này, em về Việt Nam tóc đâu có bạc mà bà chửi em bạc đầu nữa đây. Không chửi thì không thành canh. Không chửi mà bảo không chửi không thành cơm. Chửi thì mới thành người. Đấy, đẹp chưa? Chỗ hồi bánh đa, bánh bánh đa rất đẹp. Mặc bộ này lên bà chưa nhìn thấy bà đã bảo sao hôm nay mày xấu thế.